Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục ngồi đây để mình đợi xem có những cái con vật nào nó chạy qua để mình lại thu phục rồi mình cho vào trong giỏ nhé các bạn nhá. Ui, mình nghe thấy tiếng con gì nó kêu rồi các bạn ạ. Không biết là con gì đây. Ui các bạn ơi, hóa ra là một chú voi khổng lồ để mình bắt nhá các bạn nhá. Ui, chụp được luôn rồi. Ui, nó kêu các bạn ơi. Wow, ui các bạn ơi, nhìn cái chiếc ngà của nó kìa, rất là to luôn các bạn ạ. Rồi, cho vào trong giỏ nào. Tiếp tục ngồi đợi nhá các bạn ơi. Ui các bạn ơi, có một con tê giác này mình bắt nhá. Bắt được rồi các bạn ơi. Wow, cái sừng của nó kìa rất là dài luôn các bạn ạ. Con này con tê giác hai sừng các bạn ơi. Ui, nhìn người nó kìa đen xì luôn. Rồi, tiếp tục cho vào trong giỏ nào. Ui, các bạn ơi, con gì kia, con voi gì kia, voi ma mút à các bạn ơi, để mình bắt nhá. Wow, bắt luôn rồi các bạn ơi, một con voi ma mút rất là khổng lồ. Wow, các bạn có thể thấy là chiếc ngà của nó kìa. Cặp ngà của nó gọi là siêu to khổng lồ luôn, rất là dài các bạn ạ. Rồi, tiếp tục ngồi đợi nào các bạn ơi. Ui, kia có một con sư tử kìa các bạn ơi. Chạy đâu cho thoát này, mình bắt được rồi các bạn ạ. Wow, ui, con sư tử này nó gầm kìa các bạn ơi. Wow, một con sư tử khổng lồ. Ui, cái bầm của nó rất là rậm rạp luôn các bạn ơi. Nào, tiếp tục ngồi đợi nào, con gì đây? Ui, hết sư tử, bây giờ lại đến con heo các bạn ạ. Ui, mình có bắt được con heo này các bạn ơi. Ui, nó kêu rất là ầm ĩ luôn các bạn ơi. Rồi, mình cho vào trong giỏ tiếp nhé các bạn ơi. Ui, con gì đây? Con kinh công rồi các bạn ơi. Một con khỉ đột kinh công rất là khổng lồ các bạn ơi. Để mình bắt nhá. Ui, mình bắt được rồi các bạn ạ. Wow, một con kinh công màu đen các bạn ạ. Nó đang vỗ ngực kìa. Rồi, cho vào trong giỏ tiếp nào các bạn ơi. Hôm nay may mắn quá, bắt được rất là nhiều con vật. Tiếp tục là một con kinh công nữa này các bạn ơi. Ui, mình bắt luôn được hai con kinh công luôn các bạn ạ. Hai con khỉ đột. Ui, rất là may mắn luôn các bạn ơi. Giờ chúng ta tiếp tục ngồi đợi nhá. Không biết là con gì tiếp theo đây các bạn ơi. Ui các bạn ơi, một con chó béc dê kìa các bạn ơi. Mình bắt nhá. Ui, bắt được rồi. Ui, nó kêu rồi các bạn ơi. Wow, một con chó đuôi cong vút luôn các bạn ạ. Rất là đẹp. Wow, hôm nay bắt được rất là nhiều các con vật. Ui, tiếp theo một chú ngựa vằn này các bạn ơi. Để mình bắt nhá các bạn ơi. Rồi, chụp được luôn rồi. Ui, nó kêu rất là lạ luôn các bạn ạ. Ui, một chú ngựa vằn rất là đẹp các bạn ơi. Người nó vằn màu trắng đen này các bạn ơi. Ui, tiếp theo là một con Godzilla khổng lồ các bạn ơi. Ui, chụp được luôn các bạn ạ. Wow, nó kêu kìa các bạn ơi. Ghê chưa. Đây, nó còn há được cả miệng nữa các bạn ơi. Ui, cái lưng của nó kìa. Toàn gai là gai không các bạn ạ, nhìn sợ chưa. Rồi, tiếp tục ngồi đợi nào. Con gì tiếp theo đây? Ui, một con khủng long bay các bạn ạ. Ui, nó hạ cánh xuống tay mình luôn các bạn ạ. Ui, con này có cái mỏ rất là dài các bạn ơi. Wow, hôm nay thật sự rất là may mắn luôn các bạn ạ. Ui, tiếp theo một con khủng long cổ dài này. Chưa ăn cỏ để mình bắt nhá các bạn nhá. Ui, bắt được rồi các bạn ạ. Wow, cái cổ nó rất là dài luôn. Ui, rất là cao luôn các bạn ơi. Cái cổ nó phải cao đến chục mét rồi các bạn ơi. Ui, con gì chạy kia. Con lạc đà các bạn ạ. Ui, mình bắt được con lạc đà này các bạn ơi. Wow, một con lạc đà hai biếu này các bạn ạ. Ui, con này chuyên sống ở sa mạc nhá các bạn ơi. Rồi, cho vào trong giỏ nào các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, một con hà mã các bạn ạ. Rồi, chạy đi đâu. Ui, mình bắt được một con hà mã nữa này các bạn ạ. Wow, các bạn ơi, cái mồm của nó kìa. Rất là rộng luôn các bạn ơi. Ui, há miệng rất là rộng. Giờ tiếp theo, ui các bạn ơi, sợ chưa. Còn một con khủng long T-Rex này các bạn ơi. Rồi, bắt luôn các bạn ơi. Ui, nó gầm gừ kìa. Ui, các bạn ơi, cái hàm răng của nó kìa, nhìn sợ chưa. Hàm răng rất là to các bạn ạ. Rồi, tiếp theo vẫn là một con khủng long. Khủng long gì đây, khủng long có sừng này các bạn ơi. Tóm lấy đuôi nó luôn này. Ui, nó có hai cái sừng ở hai bên này. Con này không biết là khủng long gì đây. Gần giống như kiểu khủng long T-Rex ấy các bạn ạ. Rồi, tiếp theo là con gì đây. Ui, các bạn ơi, một chú ngựa đua các bạn ạ. Wow, chạy nước đại kìa. Ui, một chú ngựa màu nâu các bạn ơi. Rất là đẹp. Rồi, cho vào trong giỏ nhé các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, một con hổ. Con hổ vằn các bạn ạ. Mình bắt luôn này. Ui, nó gầm kìa, sợ chưa. Ui, con hổ này có cái đuôi rất là dài này các bạn ơi. Hổ vằn màu cam. Ui, nhìn sợ chưa. Rồi, cho vào trong giỏ tiếp các bạn ạ. Rồi, con gì đây? Ui, các bạn ơi, con gì đây? Con này con bò sữa các bạn ạ. Ui, bắt một cái nó biến thành bò vàng luôn các bạn ơi. Ảo thật đấy các bạn ạ. Ui, một con bò vàng rất là khổng lồ luôn các bạn ơi. Cái cổ nó rất là to, hai cái sừng nhọn hoắt luôn kìa. Rồi, con gì đây? Ui, các bạn ơi, một con khủng long có sừng các bạn ạ. Wow, bắt được luôn rồi các bạn ơi. Ui, con khủng long này rất là dị luôn. Trên đầu nó có một cái sừng rất là dài các bạn ạ. Rồi, cho vào trong giỏ các bạn ơi.
Ui con gì đây? Ui các bạn ơi, hóa ra một chú dê các bạn ạ. Rồi bắt luôn này. Ui nó kêu be 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 luôn các bạn ạ. Rồi. Ui cái hạn bốn cái chân của nó rất là dài các bạn ơi. Sừng cũng nhọn hoắt luôn. Wow, hôm nay bắt được rất là nhiều những cái con vật luôn. Cái gì đây? Một chú vịt các bạn ạ. Rồi một chú vịt màu ui con này con ngỗng chứ các bạn ơi. Một chú ngỗng. Đây một chú ngỗng màu nâu các bạn ạ. Màu xám nâu. Ui các bạn ơi, một con hươu cao cổ kìa các bạn ơi. Rồi chụp luôn. Wow, hôm nay lần đầu tiên bắt được con hươu cao cổ luôn các bạn ạ. Ui cái cổ của nó rất là dài luôn các bạn ơi. Cao đến tận ngọn cây luôn kìa. Ui chân cũng dài nữa. Ui. Rồi cho vào trong giỏ nào. Ui con gì đây các bạn ơi? Một con lừa các bạn ạ. Rồi bắt luôn này. Ui con này kêu. Nghe nó kêu mà lạ tai thế nhở các bạn ơi. Hai cái tai của nó còn rất là dài nữa các bạn ạ. Nó khác con ngựa là cái tai nó dài hơn tai của con ngựa nhé các bạn ơi. Ui các bạn ơi, thế là hôm nay mình đã bắt được rất là nhiều những cái loại động vật này các bạn ơi, mình để đây này. Rồi bây giờ mình và tất cả các bạn sẽ cùng nhau đếm nha. Wow, hôm nay quả là một ngày gặt hái thành công các bạn ạ. Bắt được rất là nhiều những cái con thú này. Một con. Hai con. Một con lừa này, ba con. Con lạc đà, bốn con. Tiếp tục là con gì đây, khủng long có sừng, năm con. Một chú bò. Wow, 6 con. Một con Godzilla các bạn ạ. 7 con. Ui rất là nhiều luôn. Một chú chó này, 8 con. Tiếp tục là một chú voi khổng lồ này. Ui cái vòi của nó rất là dài, 9 con. Một chú dê nữa này, sừng dài, 10 con. Rồi một chú ngựa nữa này các bạn ơi, 11 con. Tiếp theo là một con hổ, 12 con. Một chú kim công, 13. Wow, rất là nhiều con vật luôn các bạn ạ. Một chú tê giác nữa này, 14. Ui, một chú khủng long có sừng này, rất là dữ tợn luôn các bạn ơi, 15. Tiếp theo là con gì đây, con sư tử các bạn ạ. Một chú sư tử khổng lồ nữa, 16. Con gì đây, con lợn này các bạn ơi, con heo đấy, 17. Một chú voi ma mút, ngà rất là dài. Mình cưỡi nó này. Cưỡi trên lưng nó luôn các bạn ạ. Rồi con này là con thứ 18 này. Một chú tinh tinh nữa, khỉ đột. Ui nó cõng con kìa, 19. Một chú ngựa vằn nữa là 20. Ui vằn rất là đẹp. Con này là con khủng long bay này. Wow, mỏ rất là dài các bạn ạ. Siêu dài luôn, 21. Tiếp theo là con gì đây, một chú hà mã này các bạn ơi. Cái miệng nó rất là rộng luôn, 22. Rồi tiếp theo là một chú khủng long cổ dài này các bạn ơi, cổ rất là cao luôn, 23. Wow, tiếp theo là con gì đây, một con khủng long T-Rex cuối cùng này, 24 các bạn ơi. Ui hôm nay là bắt được tận 24 con vật luôn các bạn ạ. Wow, bắt được rất là nhiều những cái con vật luôn. Mình cho hết vào trong giỏ, đầy giỏ luôn này các bạn ơi. Hôm nay quả là một ngày quá là may mắn luôn các bạn ạ. Rồi có lẽ là mình sẽ kết thúc video của mình tại đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video nha. Còn bây giờ thì xin chào.